Vâng, xin chào quý thầy cô. Thì cái buổi hôm trước thì chúng ta đã nói đến chín cái bước mà thực hiện trên Edox ấy. Thì nó có một cái mục đến là cái mục mà cái bước số 6 là bước soạn thảo hồ sơ sổ sách. Thì trong đấy nó có một cái loại mà chúng ta nói là cái hồ sơ được soạn thảo từ phần mềm SMAT ấy. Đó. Đấy thì và ba cái hình thức khác. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái nội dung là những cái hồ sơ mà nó được soạn thảo từ SMAT. Đó. Và trình ký trực tiếp được sang trên trên Edox. Đó thì cụ thể thì nó sẽ là như nào. Thì chúng ta xem cái sự khác nhau của những cái loại hồ sơ này. Đây. Chúng ta chia ra cái phần phần hồ sơ được theo soạn thảo thì nó sẽ phân ra hai nhóm. Một cái nhóm là cái nhóm mà trình ký trực tiếp được lên cái từ SMAT. Tức là ở đây chúng ta từ cái phần mềm SMAT này chúng ta chỉ cần thực hiện lệnh trình ký cái là nó sẽ đẩy trực tiếp cái hồ sơ sang phần mềm Edox. Và cái nhóm thứ hai là nhóm không làm được cái việc đó, à, tức là không trình ký được từ SMAT. Thì về mặt nguồn gốc soạn thảo thì cái hồ sơ này rồi, chắc chắn rồi, nó phải được soạn thảo trực tiếp trên SMAT vì nó trình từ SMAT rồi, đúng không? Còn cái nhóm số 2 này thì nó sẽ có cả cái loại soạn được trên SMAT và cả những cái loại mà được soạn thảo trên các loại phần mềm khác, bao gồm phần mềm quản lý nhà trường khác như là VnEDU này, NSViet vân vân, hay là cái phần mềm Microsoft Office, đúng không? À, ví dụ như Word, Excel, PowerPoint, PDF vân vân đấy. Hoặc là các cái phần mềm quản lý khác, ví dụ phần mềm quản lý dinh dưỡng rồi phần mềm quản lý các loại đấy. Đó, chúng ta ví dụ như vậy. Thì về mặt trình ký ấy, thì cái hồ sơ mà cái loại loại sổ mà được tạo từ cái phần mềm SMAT này, trực tiếp trên ký trực tiếp trên SMAT này thì có thể được đẩy để thẳng sang Edox. Có nghĩa là chúng ta không cần phải thực hiện cái lệnh là tải file về máy tính rồi sau đó thì chuyển file thành định dạng PDF nếu muốn, hoặc là không chuyển cũng được. Sau đó thì chúng ta mới vào Edox thì chúng ta đính cái file lên. Đó. Thế nhưng đối với cái nhóm số 2 là nhóm mà không trình ký được từ 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 Edox này, từ SMAT này thì nó sẽ phải thực hiện cái bước đầu tiên là tải file về máy tính nếu như nó đang ở cái phần mềm ở các cái phần mềm khác. Đấy, ví dụ như phần mềm này hay là ở cái nhóm phần mềm này là phải tải về máy tính. Sau đó thì chúng ta có bước có thể là chuyển đổi sang định dạng PDF nếu như mà yêu cầu bắt buộc, đúng không? Hoặc có thể không thì tùy. Sau đó mới đến cái bước cuối cùng là bước đính lên Edox. Thì cái nhóm bên này nó không cần làm cái việc đấy. Đó thì chúng ta lưu ý là nó có một cái sự khác nhau rất là rõ ràng về cái việc là các cái loại sổ mà được trình ký trực tiếp từ SMAT sang Edox mà hôm nay chúng ta đề cập đến ấy. Đó. Thì cái sổ này thì chúng ta tìm hiểu xem là hiện tại trên SMAT thì nó có những cái sổ nào mà đã có thể trình ký trực tiếp để đẩy thẳng sang Edox được. Thì nhìn sơ qua thì chúng ta nhìn thấy có một số cái sổ như này. Tôi ví dụ như là cái sổ đăng bộ. Đấy, dành cho cả cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cái đường dẫn là như này, chúng ta vào phần báo cáo rồi báo cáo hồ sơ học sinh, sau đó đến sổ đồng bộ đấy. Đó. Cái sổ thứ hai là cái sổ chủ nhiệm, đó cũng dành cho ba cấp. Đó, đường dẫn thì như này. Sổ thứ ba là cái bảng tổng hợp kết quả đánh giá, thì cái này chỉ dành ở cấp tiểu học mới có cái sổ này. Thế đường dẫn thì chúng ta vào phần báo cáo cũng như báo cáo kết quả học tập, đó, vào bảng tổng hợp kết quả đánh giá. Đó. Cái sổ kế tiếp là cái sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học, đó, dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông ấy, thì đường dẫn là như này. Đây, chúng ta đang dẫn như này. Đó, sổ thứ 5 ấy là cái sổ đánh giá học sinh. Đó, thì dành cho hai cấp tương tự như đây. Đó, thì trong cái mục này là dành cho cái phần mà báo cáo và trên cái trường nào mà dùng cái hệ thống đánh giá VNN ấy. Sổ thứ 6 là cái sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo giáo viên. Đấy, cũng dành cho cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Đấy, đường dẫn thì đây, chúng ta nhìn này. Đó, nó rất đơn giản như này. Cái này thì chúng ta quá quen rồi. Cái sổ kế tiếp là cái sổ kế hoạch chuyên môn đó, dành cho cả ba cấp đó, trong cái mục mà cán bộ ấy, ở trên SMAT đấy, và còn những cái sổ khác thì sẽ đang tiếp tục bổ sung. Thì chúng ta chỉ điểm danh qua một số cái sổ mà chúng ta dễ dàng nhận diện ra thôi. Thì đặc điểm của cái sổ này nó là như nào thì chúng ta nhìn này, khi chúng ta dùng SMAT ấy, mà cái sổ nào sau khi nó tạo ra ở cuối cuối của phần trang ấy, nó có cái nút này, nút trình ký Adobe này đó, thì chính là cái sổ mà sẽ trình ký được trực tiếp từ SMAT sang Edox. Đó. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái nhận diện ở trên trên SMAT nhận diện này này. Đó. Để chúng ta xác định các cái loại sổ mà có thể trình ký trực tiếp từ từ SMAT để đẩy sang Edox mà chúng ta vừa nói đến ở đây này là cái nhóm này này, nhóm trình ký được trực tiếp sang SMAT đấy. Từ SMAT đấy. Đó. Thì chúng ta dựa vào cái đấy để nhận diện. Thì bây giờ chúng ta đi vào cái phần mà tôi ví dụ như là chúng ta vào cái sổ theo dõi và đánh giá học sinh này chẳng hạn. Đây. Đây trong cái mục này. À, chúng ta vào cái phần kết quả học tập đây, sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp đây. Đấy, chúng ta vào đây, chúng ta nhìn thấy. Đó, chạy hơi chậm chút. Đây, ở cuối nó có cái nút trình ký sang cái đọc này. Đó, thì cái sổ nào mà nó có cái chỗ như thế này là được.
Thế chúng ta lưu ý một chút là khi chúng ta chọn dùng những cái loại sổ này ấy, thì để tránh cái lỗi, tức là tránh cái lỗi mà khi mà chúng ta thực hiện trình ký ở đây cái thì hệ thống sẽ báo là có lỗi là không tìm thấy sổ ở trên desktop ấy. Thì chúng ta lưu ý này, trong cái mục khai báo danh mục sổ này, khai báo danh mục sổ, ví dụ như chúng ta khai báo cái sổ chủ nhiệm chẳng hạn, ví dụ như thế, thì trong cái mục này chúng ta phải tích chọn cái chỗ này, cái mẫu sổ được phép đẩy từ đẩy file từ hệ thống quản lý khác. Đó, mà hiện tại đây chúng ta đang nói đến cái phần mềm Metamask đúng không? Tích vào đây. Chúng ta buộc phải tích vào đây và chúng ta sẽ chọn cái mục cái sổ nào. À ví dụ chúng ta đang nói là sổ chủ nhiệm thì chúng ta phải chọn mẫu sổ chủ nhiệm. Nếu trên này chúng ta là khai sổ đăng bộ cho cấp 1 thì tương tự chúng ta chọn vào đây. Đó, cấp 2 thì chọn đây, cấp 3 chọn đây. Nếu sổ theo dõi và đánh giá học sinh theo lớp học, tức là cái tên đây thì chúng ta phải tích chọn vào đây. Đấy, tương tự là các cái sổ còn lại. Đó, thì đấy là một cái bước mà chúng ta đang nói là bắt buộc phải phải lưu ý cái chi tiết này để tránh gặp lỗi. Thế còn các cái bước còn lại thì chúng ta thực hiện bình thường như trong cái hướng dẫn khai báo danh mục sổ mà hôm trước chúng ta đã đề cập đến trong một cái video khác rồi. Đó, thì đấy là cái phần lưu ý. Thế còn các cái sổ này thì chúng ta biết rằng là nếu như chúng ta thực hiện trình ký thẳng từ đây thì cái việc thao tác ấy, tức là cái những cái thao tác mà tải file những cái việc chúng ta không cần phải làm nữa và sổ nó sẽ xuất hiện thẳng ở bên trên cái phần mà phần sổ trình ký của phần mềm Adobe. Đó, thì lúc đấy chúng ta chỉ việc vào thực hiện thao tác trình ký thôi. À, cái việc đấy thì nó sẽ đảm bảo được rằng là cái việc mà cái sai sót có thể xảy ra ở trong cái quá trình là chúng ta tải file về máy tính, những cái việc mà nhầm lẫn do chúng ta đính kèm nhầm file chẳng hạn là chuyện đấy nó sẽ không thể xảy ra. Đấy. Và những cái chuyện là ví dụ như chữ ký của ai nó sẽ được đính kèm là hệ thống nó tự động nó xác định sẵn cho chúng ta. Đó. Là những người nào mà cần đính kèm cần ký cái file mà chúng ta đẩy từ Enmax sang này này. Đấy, đẩy trực tiếp đẩy thẳng sang này. Đó, ví dụ như là đẩy cái sổ sổ theo dõi đánh giá học sinh này chẳng hạn thì ai là liên quan đến cái sổ này cần ký là trên Adobe nó sẽ tự động là nó xuất hiện cho chúng ta là nó xác định sẵn. Để chúng ta sẽ có một cái bước đấy là nó sẽ tôi được chúng ta được hiểu là nó là một cái tiện ích rất là thuận lợi khi mà chúng ta đang dùng cái phần mềm Edmat làm cái phần mềm quản lý nhà trường chính thức. Đó. Vâng ạ, xin cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe.